rơi đến trần nhà. Phần khởi sung thiên thượng đệ tử hiền thành, hiện tại kim nô phong khoảnh khắc nhân tức tuyên mãn thập phương tích nhật gia du miễn nạn tiêu tài chương. Con cầu đạo cầu bình an,
dâng lên sẽ đoàn thanh gia hồi đây nghĩ địa tiên là cung thỉnh mời thanh mẫu để đi địa tiên là tích xưa sinh danh xong đền về xong sơn sẽ đoàn thanh gia cung thỉnh mời thành phố để làm chúa tiên là xích lân lòng được ngược lên thoại cung a di đà phật sa ta hồi cung văn võ quân thần dần diều văn võ quân thần anh ninh chắc xa đền dòng có lệnh truyền ra đức thân công có lệnh truyền ra đời trần chỉ mở mang nam hải đức đệ ta dòng dòng dõi tiên vương vô đệ nhất đức mạc hương na đất ni chào chào ngoài ngọc diệp danh danh ước cô kim chi ngọc diệp danh danh sẽ hoàn thành ra trên non bảo nghiệt đùng đùng mê gió cuốn liên đỉnh dược sơn nghiệt cuốn cuốn dòng mây đề nghị vương ngô lâu đài đề nghị vương ngô ra hồi cung cửa suốt tờ mờ trong ra ngoài cửa biển tờ mờ chiếc thoi cô bé ra hồi cung lập ở hướng đông ngồi đền tờ lập ở hướng đông vô sai mẫu cắt cầu bé chân trên thờ ông bà linh ra hồi cung tam quang chiếu bao la thế giới bao cửa soi cho dõi nam thiên ra nên tới Bắc Giang yên thế hỏi tập thể Chúa Nguyệt đi nơi nào bốn mùa hoa quả dâng lên
căn duyên vợ chồng phải nó hợp tan tan hợp chúa chỉ cho rõ tiền hậu vật những điều hay giờ việc đôi nhầm sau trước chưa phán cho phán rằng nghỉ đệ từ khỏi nó ai có căn có quà phải ra trình đồng thank you.
vào đường nhân nghĩa bác cầu bình hoa, vượt sông tình sao bắt đầu bình hoa. Giỏi rất gian nhiều bạn cho giỏi rất gian nhiều bóng ngọc cho nhiều hơn lắm mãi năm xưa thành đồng còn nhang khói phục thờ ba mươi bộ một mười tuông dầm mình ba mươi bộ một đi tới đó có đón hoa sao xuống về bãi điều sương chiều ngang tay tôi về bạc rừng vàng đem cho trong họ giàu sang. thoáng thoáng bụi nhang nghe.
sinh công chúa phi phường ai tầy. Hàng chẳng chút đêm ngày giữa dục quý so bằng và ngọc nên ta ý, ý. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
phương tai tình hàng chạy trước đêm bảy dưỡng dục ví so bằng vàng ngọc nên là phùng hoàng đế bóng mưa tôn quan phùng hoàng đế ra tay sát quỷ chủ tình chóc tà hồi giam sát thiên cái ngôi thượng ngàn còn giam sát thiên ca tấu về thoại phủ các quan các tòa thiên lý
tình chốn nó gì mà tấu về thoại phủ vô cha độc tình ngôn dòng là chúa thoại tình. Quan Tam phù nấp nấp bề
trải ra khê lên ngàn quan xuống biển này, lãnh giang từ lãnh giang từ quy địa danh đào đền thờ quan tan tiếc hiệu vàng nông môn hổ phục thạch bàn là uy nghi hoa thức thì ra nô đại điện khác mi dâng nước về thủy quốc một khi ngài chuyển quân đi lấy ngọc lưu ly đùng đùng dâng nước phép thì không ai đã. Sông thao sông cả trở ra về đóng ngã ba chân vui sướng ca đàn tập tành thơ ngâm vũ động đàn tranh quan chơi đời đoàn tiệc rồi đoàn tiệc rồi về nơi thoại phủ gióng cân đà y mũ quỳ tâu dăm ba đồng tử theo hầu bao cung vương phụ già hầu đức mẫu vương có khi phi phương biên hoa vô nghệ an trịnh hạ tòa đại gia thiên dòng treo cuối buồm hoan khi chơi sông bạch bạch đi sang sông tam cờ dạo thần thơ dạo thần thơ truyền chi quân nên đôn đảo tiến phong chiêng cây hồ cỏ phất trồng răng bè do thuyền trước giữa dòng ngài nênh đầy trống cầm canh chiêng vang kêu inh ỏi nốt xanh vàng nốt xanh vàng chim nối dư buồn chiều thần văn võ bách quan sai nên đón rước quan lớn đệ tam về châu sắc rồng hồ phong đò trói sắc rồng quyền quan đệ tử oai hùng dày xa hồi quê nhà phủ ninh giang chính quán quê nhà nam thanh cổ tích kỳ một tòa vui vang hồi bát thải đông đình con ngô cha bát thải đồng đình đào thiên quan biểu thất na sẽ đây hồi đêm dòng sông vui châu đây nhất vui vẻ vui đêm dòng sẽ hoàn thành ra hồi tiên anh trên ngàn tiên dòng hoan nghe châu đây trên ngàn cùng tuần hoan cho đền đờ chân chân đây ở trên ngàn gió vẫn rung cây nghe dưới kẻ má đường ngờ chim bay về thành nghe nguyệt làm sao tàn ngờ
nặng nặng sao tan thôi xanh chầu đề khoan đi khoan chiều chiều gặp gành là đôi gấp nỗi ý
sinh hạ giới quyền giàu tài thượng quyền giàu tài bảo là ta ra quyền coi tám mươi cõi ngàn châu chín tầng khe suối một nơi bầu tiêu dao dòng chơi gian quê gian đào khi ra thác cái khi vào thác con vượt kiều chim hót đầu chớp đi giật đôi đoạn ngựa buồn tuần tuần phen khi đường gió lúc nghĩ lại tám thèm nhẹ khi bè tàu mang đi khi chén dành hồng bờ vui rơi nước nhược miền non bồng miền nên giờ là không mà mưa tốt như sao ngày lương mây gió tối trăng sao nức nở chào đội nón buồn là vai quẩy nắng hoa ý, ý. Toàn toán chú bảo vào xa rơi đời khi thành văn lúc lại lên trời tính chầu hơi bằng chúc bằng giang hà.
sung ai đi
Giáng sinh hạ giới. Quyền là cái thiện mà quyền cái bảo năm hạ giáng. Chơi giản quế giản đào ý, gióng gióng khi ra thác cái, khi vào thác con, vượt kêu chim hót đầu non. Kêu vượt hót đầu non, trước giờ từng loạt mưa buồn thì đường gió lúc lại thác cạn, xe đoàn thanh ra hồi thủy quốc độc đình sâu đề tạm con vua, thủy quốc độc đình nhẹ đề tạm thần tử giang sinh nhà đền rồng, xe đoàn thanh ra hồi không sai tứ phụ thì đục mì chưa dùng công chúa, xe đoàn thanh ra cho mắm dưới nước nghe đi qua sông đó vào đền sẽ đoàn thanh ra hồi về ngã chính tư nghe mắc phát ra về ngã chính tư nghe lục cung hiển thành sẽ đoàn thanh ra hồi sau bảy kim bao cũng thịnh mời sau bảy đêm kim bao sẽ đoàn thanh ra hồi tung tung tiền sông sông cờ thời nghĩa chú bác đi dành nhà hàng đầu thank you.
một người con gái ở miền nghề phường nghề lâu trên bạch mạc nghề tự nhiên kéo về trong lòng lòng xóm nghe thu nhà bước cùng chân thương nhà cất nga bước đứng lên bất ngờ nghề phúc ma kiếm mở cơn gió núi mi mưa ngàn âm ầm binh mã kéo về đất Thiên Na vào chùa nể Phật Di Đà
dâu ba quân, mũi gươm thiêm sáng tỏ chung thần. Giận giặc tù
gầy sóng gió bất bình. Sát phù phù khiến dân tình bao tàn tóc. Nơi khấn nguyện giải bày trước ai, lòng căm thù giặc hàn sức y xây. Thà rằng không đổi chung trời, môi gan giặc hàn tế người thác oan. Vì ai nên nói phải đèo bóng một bức thư tiên dài tất nồng cùng ghiêm có đầu về phần thương thường nợ nước với thường nhà. Cờ đào tay phất trang quân